Xin chào mọi người. Giới thiệu với mọi người, đây là một bạn siêu phẩm cái thứ 3 trong đàn nhé. Đây, bạn cái này khoác cho mình một bộ lông màu đỏ cháy từ đầu đến chân nhé mọi người nhé. Đầu thủ móm hộp này, gầm đen này. Bạn này phải nói là gầm đen kịt luôn đây mọi người này. Đen đen từ đầu đến chân luôn. Đầu thủ móm hộp nhé. Lồng bốn chân đen cho mọi người này. Đấy. Ngực thì nở luôn. Đấy, còn được rộng chưa mọi người? Cún đã dao động 80 ngày tuổi rồi, rất là trưởng thành nhá. Đã tiêm phòng 2 mũi vaccine và tẩy giun 3 lần định kỳ cho mọi người rồi. Chân tay to đấy. Thế nên là anh chị yên tâm, về nhà mới anh chị chỉ có việc chăm cho bạn ấy lớn thôi. Hiện tại các bạn ấy đang phát triển cung gọng nhá, chiều cao nhá. Đây. Thôi em ơi, để anh ơi, quay mặt cho mọi người xem này. Đây, mặt rất là thông minh, mặt rất là đẹp luôn mọi người ạ. Đấy. Nếu để mà nói thì mình phải khen là đàn này mặt bạn nào cũng xinh gái luôn nhá. Rất là xinh, xinh xắn. Đầu thủ mõm hộp nhá. Vóc dáng 80 ngày thôi này, nhá. Mọi người này, vóc dáng là siêu trường nhá. Siêu trường, siêu thanh luôn mọi người này. Đây, rất dài luôn, chân tay thì to lắm mọi người ạ. Hàng khủng mà, bạn này size đại nhá. Đại cả size, đại cả một đàn luôn. Quá đẹp. Đấy. Mới 80 ngày tuổi thôi mọi người ạ, nhưng mà bạn đã dao động từ trên 10 cân rồi, chắc phải 11 12 cân cho mọi người rồi. Đấy, về nhà mới anh chị nuôi này, ăn uống đầy đủ này, chăm tốt này. Các bạn ấy lớn nhanh như thổi luôn. Ở cứ yên tâm ở nhà em là cực cún cực kỳ phàm ăn luôn. Đấy. Cún ăn thì... xem cún là biết cách chăm luôn nhá. Cún ăn thì như đánh trận luôn mọi người nhá, như đợt này đánh Mỹ ngày xưa luôn đấy. Cái không khí của bé mọi người ạ. Bạn này đấy, ok là nhìn. Đây. Quá béo tốt. Mặt luôn đây. Để em đàn nha mọi người. Em quay từ sống lưng xuống nhé. Đàn này thì là hơi nhiều cái mọi người ạ. Nên là đàn này thuyên về cho anh chị nuôi sinh sản là chủ yếu nhé. Đấy. Có duy nhất một bạn đực thôi. Đấy. Đây, màu đỏ cháy từ đầu đến chân đây mọi người. Mai em sẽ tắt thần kinh lại cho mọi người xem nhé. Bởi vì hôm nay em mới đón các bạn ấy từ trại sinh sản ở trong quê ra nhé mọi người nhé. Nên là các bạn ấy còn hơi mệt này. Đấy. Quá đẹp, mọi người muốn nhanh tay mang đón em ấy về nhà mới thì hãy liên hệ với bên em nhé. Đây, số hotline của bên trại em đây mọi người. 032 638 9897 nhá. Cún sớm về nhà mới.